Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái thử thách là đi mua iPhone mức giá siêu rẻ. Đây là con đường trước nhà mình này. Giờ mình sẽ bắt Grab đi qua bên quận 10, trung tâm thành phố để mà đi mua iPhone giá rẻ. Anh em nhé. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành và hãy xem đến hết video này cùng mình để xem là mình sẽ mua được con iPhone nào và với mức giá rẻ ra làm sao nhé. Mình đặt tới cửa hàng rồi anh em ơi. Đây này. Vào thôi. Cái mời anh chính là bị cảm lên men đó nha. Và đây chính là con iPhone 11 Pro Max 4 củ rưỡi. Mình sẽ mua anh em này. Mình sẽ hỏi ông anh mình xem con máy này tình cảm nó như nào nhá. Và đây là tiệm của ông anh mình nhé. Đây là do là mình có quen biết nên là ông anh ông bán cho mình giá này thôi, còn các bạn thì mình không biết đâu nha. Cái gì cứ thử liên hệ với ông anh mình xem như nào. Và con này thì mình thấy là cái hình thức của nó mặt lưng thì khá là mới, không có trầy xước gì hết. Cụm cam thì cũng khá là đẹp này. Và cái bộ khung này thì tất nhiên là nó cũng cũ rồi. Bám vân tay đi. Và đây là cái màn hình phía trước. Anh em đã hiểu ra vấn đề rồi đúng không? Tại sao lại là 4 củ rưỡi? Nó bị sọc tím nơi sọc gì đó. Mình thử kéo độ sáng lên tối đa để các bạn nhìn này. Và tình trạng của cái con 11 Pro Max này thì đó, vào phần giới thiệu thì nó đang chạy iOS 15.5 và mã là ZA-A là thị trường gì anh? Singapore. Có tắt âm chụp ảnh được không ta? Được hả? Rồi. Bên dưới thì bảo hành hết hạn chắc chắn rồi. 11 Pro Max bây giờ thì làm gì còn bảo hành. Và Face ID là không còn đúng không anh? Còn màn hình thì nó ghi là linh kiện, không xác định là màn lô hay là sao anh? Có thể màn lô, có thể màn zin. Màn con này là màn linh kiện. Thì ví dụ giờ mà em mua con này là 4 củ rưỡi mà thay cái màn hình của nó, màn zin thì là bao nhiêu tiền anh? Ở bên anh là bao nhiêu? Ba triệu rưỡi tính ra là khoảng là lên 8 củ. Còn nếu như mà thay mặt lô thì nhiêu ạ? Lô thì hai triệu đúng không? Mặt lô thì nó sẽ lên thành 6,5 triệu. Nhưng các bạn lưu ý là nó mất Face ID có đúng không anh? Đúng rồi, mất Face ID. Thì cái này tùy thôi, tùy vào sự chấp nhận của các bạn thôi. Bạn nào mà có thể dùng được không có Face ID thì kiểu như là có thể là mua được cái con này này. Hoặc là nếu như bạn nào mà chấp nhận dùng được màn sọc như này luôn, chỉ dùng con này để mà quay phim hoặc là chiến game, mà con này thì rõ ràng nó vẫn sử dụng được bình thường đúng không anh? Mọi chức năng đầy đủ. Mọi chức năng đầy đủ thì mua giá này thì nó sẽ rẻ, nhưng mà để nói về thay một cái màn zin vào thì nó sẽ gần bằng giá của một cái con mới. Và đây là bản 256GB luôn này. 256GB thì tính ra là rẻ hơn tương đối đấy, bởi vì là với 11 Pro Max 256 hàng lành lặn và đẹp á, thì em thấy là người ta vẫn bán là trên 10 củ đúng không? 14, 15 là không, nó vẫn rẻ hơn chứ, bây giờ nó rẻ hơn rồi. 14, 15 là hình như là 12 Pro Max đó. Còn 11 Pro Max 64 thì nó cũng phải là hơn 10 ha. Tính ra được cái này về thay màn zin thì cũng rẻ. Nhưng mà cái này là do là mình có quen biết nha, anh mình mới bán cho, còn các bạn thì mình cũng không chắc. Thử nhắn tin cho shop bên anh mình xem như nào. Anh thử tháo con máy này ra bên trong cho em xem như nào được không? Bên mình là thay màn hình tất cả các dòng iPhone đúng không anh? Đúng rồi. Địa chỉ bên mình là bao nhiêu? 651 Lê Hồng Phong. 651 hả? Đúng rồi. 651 Lê Hồng Phong, quận 10. Bạn nào gần thì có thể qua bên này. Đọc pass là bản của Nam Béo. Sẽ bị đánh không trượt phát nào. À nhầm.
được giảm giá. Em giảm giá bao nhiêu thì mình cũng không biết, tùy vào gọi là sự nhiệt tình của các bạn nhé. Con này thì anh thấy là main bên trong nó như nào? Đây, main thì máy là có người đã từng thay màn hình đã thay thì có thời trước người ta đã tháo. Thì main này zin, main zin. Còn màn thì sao ạ? Màn hình linh kỳ, màn hình linh kiện hả? Đúng rồi. Màn hình linh kiện thì cái này là cái dấu in đó, có in cái này in. Nói chung thì anh mình đây là chắc chắn là chắc chắn là báo đúng tình cảm đấy các bạn ạ. Con này là màn linh kiện ha. Màn linh kiện thì GX này anh thấy là dùng nó có tốt không? Cũng ok, nhưng mà chất lượng thì nó sẽ không bằng zin. Để mà kỹ hơn thì ở bên thì sẽ không bằng nào. Cái đó chắc chắn rồi. Với giá khoảng 4 củ rưỡi thì anh thấy như nào? Giá này thì quá ok so với cái giá mà mua một cái máy đầy đủ chức năng. Thì nó rẻ hơn gần nửa tiền. Thì hơn nửa tiền chứ. Thì giá này để mà mua để chơi game hay là sử dụng á thì ok ha, quá ok, tiết kiệm rất là nhiều tiền. Với lại bây giờ em thấy iPhone cũ trên thị trường á cũng toàn là hàng kiểu như hàng dựng, hàng sò nấu nhiều ha. Đúng rồi, ít kiểu hàng zin thì có nhưng mà phải bỏ nhiều tiền. Có những cái dòng như kiểu 11 đổ về thì hàng sò nấu rất là nhiều. Với giá tiền này không thể mà mua một cái 11 Pro Max nào mà tầm chừng này tiền được hết. Còn vấn đề về Face ID thì anh nghĩ là có thay được không? Cái Face ID con này thì nó trùng và nó bị lỗi chu đét thì khả năng con này vẫn có thể sửa được. Nhưng mà chắc giá nó chua ha. Giá thì nếu mà trường hợp sửa được thì dao động tầm 1 triệu. Bao nhiêu? 1 triệu. 1 triệu ha. 1 triệu. Wow. Nếu mà sửa được. Mình vẫn có khả năng là không sửa được nha. Có khả năng. Tức là con này mình mua chắc là mình về mình để quay video hoặc là mình test thôi, mình cũng không cần thay màn hình. Đó nên là với lại mình chỉ bỏ ra là 4 triệu rưỡi thì mình thấy là hợp lý đó. Thì mình sẽ quất con này cũng hay. À, pin con này thì em thấy là 100% thì pin đúng này rồi. Là pin zin hay là pin gì? Bên là pin zin. Pin zin luôn hả? Đúng rồi. Sao anh biết pin zin? Tại vì nếu mà pin thay thì nó sẽ không hiện được cái phần dung lượng tối đa. Vậy tức là bên thay một cái bên mới thì hình như bên, em thấy là hình như nó fix được cái này mà thì cũng có thể fix được, nhưng mà bên con này thì em kiểm tra là bên này bên zin á. Anh nhìn dấu hiệu là anh biết bên zin đúng không? Đúng rồi, thì những cái này thì mình không có giả được. Còn cam con này thì anh check thử xem là zin hay là cam con này không zin luôn. Mọi thứ này mình check trên một cái phần mềm á, tại vì chưa có thay thế bất kỳ linh kiện nào trừ cái màn hình này ra. Em check bằng phần mềm gì? Đây, cái phần mềm bao u. Bao u đó, em nghe nói là vẫn fix được mà. Không, chỉ fix được những dòng đời thấp thôi. Từ 7 lớp, 8 lớp đổ lại, iPhone X đổ lại. Còn những dòng đời cao là giống như là 10X trở lên á. Tới 13 độ mắt là không có. Đây đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà những dòng đời thấp thì được, nhưng mà những dòng đời cao thì không được. À, bảo xanh hết hả? Đúng rồi. Mà sao pin con này vẫn còn 100% ạ? Anh có biết anh nghĩ nguồn gốc con này là từ đâu? Cái này mình được thu lại của khách thì mình cũng không có biết. Thu lại của khách. Đúng rồi. Khách sao họ lại họ chỉ bán được vậy thôi đúng không? Người ta dùng mà người ta không có dùng nữa. À. Rồi, vậy thôi. Con này là hai sim. Hai sim vật lý. Hai sim vật lý luôn. Đúng rồi. Anh thử lắp hai sim vật lý đâu? Cái sim nghe mặt dưới á. Ừ. Còn mặt trên nè, đây một mặt nữa nè. Thì để cảm thử luôn ha. Vâng. Chắc anh mấy máy này chắc anh gặp nhiều nhỉ. Ừ.
xin. Như máy Android luôn, Mobi. Bá đạo thật. Máy nhận 2 SIM. 2 SIM à? Wow. Ngon lành. Con này vỏ đồ lại anh thấy đúng đúng không? Mọi thứ đều zin trừ màn hình. Thực ra là màn hình lô nhưng mà em thấy cũng có nhiều loại, cũng có màn đúng hình rồi. Tốt. Cái trước em xài một con XS màn lô mà thấy xài vẫn ok. Cái màn hình con này thì nó cũng thuộc dạng mắc tiền nhất trong trong đống màn hình linh kiện. Nếu mà mình dùng, mình không có làm va đập hoặc là mình không để máy dính nước thì độ bền nó cũng tương đương với màn zin. Đây các bạn xem này, mình chuyển khoản cho anh mình là 4 củ rưỡi để mà lấy máy về luôn. Con này nghe ông anh mình nói về mình cũng khoái lắm rồi. Ông anh mình tên Nhân nha, các bạn qua đây liên hệ thì sửa chữa thì cứ mình nhận được số Nam rồi. Rồi, ok, 4 củ rưỡi thôi, lấy máy về thôi. Ok, mình đã quay trở lại ở đây. Như vậy là mình đã mua con này của ông anh, cũng như mình test nó được tầm 3-4 ngày gì đó rồi. Thì hôm nay mình tiếp tục review chi tiết hơn để mà kiểm chứng lại một lần nữa là con này nó có thực sự là ok hay là không. Con này thì như các bạn đã thấy là màn hình của nó bị sọc rồi. Và màn hình này các bạn sẽ nhấn giữ như này này thì nó sẽ xuất hiện những cái vết sọc nó như này. Nhưng mà nếu như chúng ta xài bình thường á, thao tác cảm ứng bình thường thì nó cũng không bị loang như vậy đâu. Và con này thì như ông anh mình ở bên Fixshop có nói là nếu như thay màn hình lô rơi vào tầm 2 củ, còn thay màn hình zin nó rơi vào tầm 3,5 triệu đồng gì đó. Tuy nhiên là con này thì mình nghĩ các bạn hoàn toàn có thể thay màn lô để mà tiết kiệm chi phí nha. Và màn lô thì mình có tham khảo là một số màn của 11 Pro Max thì nó rơi vào tầm 1 triệu 3 đến tầm 1 triệu rưỡi thôi. Ông anh mình báo đó chính là giá mà có thêm công thay. Thì ok, các bạn có thể là mua cái màn lô với mức giá rẻ để sau đó các bạn thay lại. Nếu như các bạn có quen biết những cái nơi họ sửa chữa thì không mất tiền hoặc là mất tiền ít, đúng không? Kiểu như mình chẳng hạn. Thì có lẽ chắc là mình cứ xài như thế này. Và sau này nếu như mà cần thì mình sẽ mua một cái màn lô tầm 1 củ về là mình thay ha. Nhờ tầm hơn 1 củ về mình nhờ ông anh mình thay. Còn con này thì có lẽ là mình không có thanh lý đâu, bởi vì là mình cũng khá là khoái. Đó, rất là thích con này. Thì mình có thể là mình giữ, mình dùng luôn. Và mình đang xài là con iPhone 13 Pro này. Đó, mình sẽ xài với con này luôn. Và con này thì do nó có là 256GB bộ nhớ trong. Và mình dùng con này để quay video review ở trên kênh ha. Mình có quay video GT Neo 5 test game này. Rồi là video con này là con gì đây? Con Galaxy S8 một củ rưỡi mà các bạn xem ở trên kênh á. Tiếp theo là mình có quay con điện thoại là 1,2 củ ở trên Tiki. Cái con LD68 đó. Chúc là iPhone 11 Pro Max bây giờ thì quay video nó vẫn còn tốt lắm. Quay video rất là ok luôn. Đó, một số video mình quay ban ngày này. Hôm bữa có cà phê với mấy thằng cu thì nó có cầm con này và nó so với mấy con Android như kiểu là GT Neo 5 hay là Xiaomi 12 Pro ấy, thì nó nói là iPhone vẫn quay video nó mượt hơn. Điều này thì không thể nào mà phủ nhận được rồi, bởi vì là những video trên kênh mua hàng online là mình cũng toàn quay bằng iPhone mà. Tiếp biểu như video này luôn thì mình cũng đang quay bằng con iPhone XS mà mình mua mức giá 3,7 mà chấm mực ấy. Đó. Rồi tiếp theo review về những cái khía cạnh của con iPhone 11 Pro Max thời điểm bây giờ nó dùng như nào. Thực sự là 11 Pro Max bây giờ xài vẫn còn rất là ổn áp luôn. Về hiệu năng thì 11 Pro Max trang bị chip A13 Bionic và có 4 RAM, cũng như là những cái phiên bản bổ nhớ khác nhau như là 64256. Và mình thử chấm AnTuTu sơ sơ thôi, nó cũng cho điểm số là khá cao rồi, lên đến 661.000 và GPU lên đến là 265.000. Và điểm số này thì nó ngang với mấy con chip Snap 865 và 870 ha, ở bên thế giới Android. À, các bạn rõ rồi, 865, 870 bây giờ xài vẫn còn rất là ok la. À, con này thì mình cũng đăng nhập các tài khoản của mình để xài như một cái con máy phủ thì
quá là ok luôn. Tất cả những cái tác vụ nó xử lý đều ổn áp. Và kể cả là chiến game thì mình cũng có test với những cái tựa game phổ biến Liên Quân Mobile, PUBG Mobile, Genshin đó. Thì cái màn hình này thì vẫn có thể là chơi được nha. Nhưng tất nhiên là màn hình này thì nó sẽ là hơi khó chịu rồi. Nhưng mà có hai trường hợp. Nếu như bản nào mà chấp nhận được cái màn hình kiểu như này, với mình thì thực sự là với màn hình này thì mình vẫn có thể xài được. Mình là người khá là dễ tính. Còn với những cái bản mà khó tính mà muốn nó ok hơn thì như mình nói lúc nãy, có thể là tìm màn hình lô mà thay. Tìm thì tìm màn lô nào mà giá nó rẻ thôi. Màn lô thì cũng không hẳn là nó không tốt đâu. Như ông anh mình còn nói là màn lô một số màn chất lượng, màn GX, OLED, đồ này kia thì xài vẫn rất là ok. Và trước đây là mình cũng từng xài một con iPhone màn lô là con XS mà mình mua trên Shopee cách đây là 2 năm về trước, năm 2021, thời điểm mình mới làm kênh. Mình xài 6 tháng thấy vẫn rất là bình thường ha. Đó nên là các bạn tính ra là con này thì mình mua một cái màn hình lô loại tốt về mình lắp vào thì giá nó lên thì cũng tầm 5 triệu rưỡi chưa đến 6 củ. Và tính ra là đúng như ông anh mình nói thì phải rẻ hơn được là một nửa so với 11 Pro Max hàng lành lặn. Tuy nhiên các bạn lưu ý là con của mình là bị mất thêm là cái Face ID ha. Đó, thì nó mới có mức giá như này. Nhưng mà Face ID thì như ông anh mình sửa chữa có nói là sửa hết có một củ à. Đó, tại vì con này thì ông anh mình cũng có khám rồi. Các bạn xem đây này. Đó, Face ID sự cố rồi, màn hình linh kiện. Đó, các bạn không thể thiết lập được Face ID. Nhưng mà Face ID thì tùy nha, có người cần dùng. Nhưng đối với mình thì mình nghĩ là các bạn có thể xài passcode cũng được. Nếu như gọi là theo kiểu là muốn tiết kiệm, muốn vượt khó, theo kiểu đó. Cũng không cần phải thay Face ID, các bạn thay một cái màn hình thôi. Cũng như là với 11 Pro Max con này thì thực sự là mặt lưng đồ này kia nó vẫn đẹp và camera nó còn zin đó, nên là quay chụp thì vẫn ổn. Và chỉ có cái bộ khung này thì nó hơi cũ một tí thôi. Bộ khung này chắc là đi đánh bóng lại xíu thì nó sẽ đẹp hơn. Và tiếp theo là về cái thời lượng pin thì đúng là 11 Pro Max vẫn là một cái con Pro Max, nên là pin nó cũng khá là trâu nha. Đặc biệt là pin này nó vẫn còn khả dụng 100%. Thì ông anh mình có nói là lúc nãy ông có nhìn nhầm, thì pin con này là pin thay chứ không phải là pin zin nha. Nhưng mà với những cái dòng iPhone cũ cỡ như là đời 11 thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi pin nó còn zin được. Hoặc nếu như pin zin thì nó còn tầm 8x đến cao lắm 9x cũng rất là hiếm. Đó, nhưng mà pin thay loại tốt thì cũng ok. Đó, một trong những cái ưu điểm của các dòng iPhone là về cái linh kiện của nó là rất là dễ và giá rất là rẻ ha. Pin, màn hình, đồ này kia. Và thực sự một cái điểm lợi thế của iPhone và một cái kinh nghiệm các bạn mua iPhone cũ á, các bạn chỉ cần chọn những con iPhone mà còn main zin, cái main nó đẹp, đó, giá rẻ là ok rồi. Còn lại như kiểu là màn hình, pin đồ này kia các bạn có thể là chấp nhận thay linh kiện, miễn là giá nó rẻ là ok, là các bạn sẽ có một cái chi phí nó tiết kiệm nhất. Còn thấy là mình vẫn chơi game hoàn toàn bình thường. Mình cũng test thử chơi thêm gọi là PUBG và Genshin Impact thì màn hình này vẫn chơi được vô tư. Quý là về cái loa của dòng 11 Pro Max này thì vẫn rất ngon nha. Loa zin. Đó, camera con này cũng zin. Đó, cái này mình thỉnh thoảng mà quay video xong cũng nghe nhạc giải trí thì cũng ok, lướt tóc tóc. Rồi, thì nội dung của video đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng video sẽ giúp chia sẻ cho các bạn một số những cái kinh nghiệm về iPhone cũ. Và nếu như bạn nào mà có nhu cầu sửa chữa iPhone hay kể cả là những cái dòng máy Android á, muốn có mức giá tốt thì có thể là tới cửa hàng Fix Shop của ông anh mình và đọc cả Pat, đó chính là người xem của kênh mua hàng online hay là đam mê công nghệ thì còn được giảm thêm một ít nữa ha. Giảm bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mình nghĩ là sẽ được giảm thêm tầm vài chục ngàn đến 50 ngàn kiểu gì đó. Thì ok, các bạn cứ nói là được. Rồi, nếu như các bạn cảm thấy hữu ích hãy nhớ đừng quên bấm like và đăng ký kênh mua hàng online để ủng hộ mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.